cô tên là Đoàn Thị Thén, năm nay cô 50 tuổi. Công việc Hồng Thén viết cho cô là hồi 30 năm rồi, mà cô hồi cô hơn 10 tuổi là cô rất là cô đã làm chiếu. Mới tới trời, mỗi ngày là mình làm được 3 chiếc, mỗi chiếc là mình hơi tiếng rưỡi. Thành viên trong gia đình cô là 4 người, cô với lại và các bà chị, với lại cô có một đứa con, với lại bà Dòa. Bây giờ đoạn mà chạm lót này rất là khó khăn. Nó ra ngồi đốm nó chạm rồi mới đem ra đưa hạt chảy. Mình chảy rồi chở lên bữa pha, thay bo nén thì bữa đầu cái gì ở nhòa. Vậy nhòa gì xong mình thay lại bo nén, bo bóng nén nữa là cái gì. Cứ cầm việc mà làm lót nó rất là nặng nghề, rất khổ. Khổ nhất ở trang cái khao làm chiếu đó. Cô mang muốn về khách du lịch tới đây luồn ái hạt làm chiếu mà cô rất là vui. Ở Viện Thái tới đây là mỗi lần tới đây là luồn là cô chỉ dẫn cho luồn nữa đó, luồn quần nữa đó. Mà còn trăm cho đang khách du lịch cũng tới đây để tìm hiểu được cái luồn nghề làm chiếu của cô rất là khó khăn, rồi cũng nhận được cái cực khổ của cái nghề làm chiếu này.